Nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày hôm nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri các địa phương. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông Lê Tùng Lâm và Võ Tiến có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Xuân Hà. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế xã hội mà thành phố đạt được trong thời gian qua. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Các cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, nổi bật là tình trạng thiếu bãi đỗ xe, ùn ứ giao thông cục bộ tại một số tuyến đường vào giờ cao điểm. Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về công tác luân chuyển cán bộ, quy hoạch đô thị. Bà con cử tri phường Xuân Hà đề nghị cũng cần có giải pháp cụ thể cho vấn đề thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện, đồng thời ra soát các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 để góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội.